dựa vào dữ liệu có sẵn, thầy hướng dẫn các bạn sẽ làm bài lắp 5 theo đề mới. Hiển thị tất cả thông tin của bảng khách hàng. Rồi, trong đây chúng ta sẽ có được là bảng khách hàng ở đây. Bảng khách hàng. Như vậy chúng ta có thể có hai cách. Chúng ta có thể có hai cách để mà chúng ta sử dụng cái bài này. Như vậy bảng khách hàng ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh use để mà lấy được cái cơ sở dữ liệu. À, ví dụ như ở đây thầy ghi là bình TQ 7 ship gạch quản lý bán hàng đó, và chúng ta thực thi cái lệnh này. Như vậy cái cơ sở dữ liệu của chúng ta đã được chọn là cái này, và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng các cái bảng ở bên trong và chọn hết tất cả dữ liệu của bảng khách hàng. Thì chúng ta sẽ dùng lệnh select tất cả sao from, từ đâu mình sử dụng để dưới đi ha, from khách hàng, rồi chỉ như vậy thôi. Rồi chúng ta đã có xong cái lệnh của bài đầu tiên, hiển thị tất cả thông tin của khách hàng, hiển thị tất cả thông tin của khách hàng. Như vậy đây hiển thị tất cả thông tin trong bảng khách hàng. Dễ không các bạn? Select tất cả, chọn tất cả thông tin từ bảng khách hàng.